Ai sẽ thay Anthony đá cánh phải ở Manchester United? Anthony sẽ không thể ra sân cho Manchester United trong thời gian tới vì dính vào bê bối hành hung bạn gái cũ. Vậy khi ngôi sao người Brazil vắng mặt, quỷ đỏ sẽ sử dụng ai bên hành lang phải? Mới đây, Manchester United thông báo Anthony sẽ không quay trở lại Anh cho đến lúc có thông báo mới. Anh đang phải giải quyết các cáo buộc hành hung bạn gái cũ, điều mà cầu thủ 23 tuổi vẫn luôn một mực phủ nhận. Từ đầu mùa Premier League 2023-24, Anthony luôn là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Erik Ten Hag trong vai trò chạy cánh phải, bất chấp màn trình diễn chẳng mấy ấn tượng của cầu thủ này. Sau 4 trận đấu đầu tiên, Anthony không bỏ túi bất kỳ bàn thắng hay đường kiến tạo nào. Với việc Anthony không hẹn ngày trở lại vì bê bối đời tư, Manchester United chắc chắn sẽ cần một phương án mới bên cánh phải một khi Premier League trở lại vào cuối tuần tới. Ngày 16 tháng 9, Manchester United sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford. Nhìn vào tình hình nhân sự của Manchester United lúc này, huấn luyện viên Ten Hag còn hai cái tên chuyên đá cánh phải là Facundo Pellistri và Sola Sotti. Đặt lên bàn cân, Pellistri chắc chắn đáng tin cậy hơn, bởi dẫu sao tuyển thủ Uruguay ít nhiều cũng đã ghi điểm ở tour du đấu hè 2023. Trong khi đó, Sotti còn quá trẻ, khó có thể được Ten Hag tin tưởng. Jadon Sancho và Alejandro Garnacho cũng có thể đá thay Anthony ở biên phải. Song thực tế vị trí sở trường của bộ đôi này là cánh trái, nơi hai anh ưa thích kiểu chạy cắt vào trung lộ kiến tạo hoặc dứt điểm bằng chân phải. Dù vậy, Sancho hiện xảy ra mâu thuẫn với Ten Hag nên khả năng cao không được sử dụng. Garnacho nhiều khả năng sẽ được Ten Hag chọn đá thay Anthony. Với bối cảnh cấp bách, Ten Hag rất có thể sẽ kéo Garnacho, người đang có phong độ tốt nhất trong số những cái tên nêu trên, đá cánh phải thay Anthony. Do tiền đạo tân binh Rasmus Højlund đã hoàn toàn khỏe mạnh, Marcus Rashford nhiều khả năng sẽ trở lại vị trí cánh trái sở trường. Theo thống kê từ Transfermarkt, Garnacho mới có một lần đá cánh phải tại Manchester United, đó là trong thất bại 0-1 của đội nhà trước Real Sociedad tại vòng bảng Europa League hồi tháng 9 năm ngoái. Ở trận cầu ấy, Garnacho vào sân từ ghế dự bị, thi đấu 19 phút. Nếu được đá chính thay Anthony, đó hứa hẹn sẽ là một thách thức. Song đồng thời cũng là cơ hội để Garnacho chứng tỏ năng lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.